Có lẽ là do anh sâu đen, anh ước gì mình có cơ ghen co nên để cơn gió đêm làm anh cô quên. Baby, vì anh nhớ em, thuốc khói không thể nương nuốt nổi thì vẫn đầy ra mọi thứ đã y như vậy. Và những ngày qua cùng cả tháng chờ anh ngồi để quan lời chàng đời. Nỗi cô đơn đang tiêu hao, anh nghêu ngao, đây được gọi là yêu sao? Vì chính cả anh cũng không thể biết, tình yêu là thứ không dễ viết. Ta lạc lõng trong đây mà chẳng biết làm sao đâu. Tìm ngoài mà không thấy những gì mà ta đã trao nhau. Anh cần có em để mà bàn giao mối tình cảm này, vì đã là yêu rồi mà chẳng biết phải làm sao. Ta đâu phải là những kẻ mà thi thoảng tìm nhau để mua bán cái thứ nằm ở khoảng nghìn đâu. Một thứ mà hàng ngày ta vác trên vai. Và nếu em khiến anh nghiện thì anh có nên cay, anh có nên cay, anh có nên cay. Đôi khi anh nói không nổi vì khói trong phổi nó làm anh suy tư về câu trả lời cho vài câu hỏi khó. Là chuyện hai chúng ta cùng hòa quyện nhưng không đắm chìm, tại sao tim và não của em được gắn liền. Anh biết là ta đang làm những điều mình muốn thôi, nhưng hãy đừng để cho tình yêu này bị cuốn trôi theo dòng thời gian. Những suy nghĩ rất tiêu cực, dù không biết bao nhiêu mật để em tin anh đang yêu thực, chỉ là anh đang viết nó ra bằng tay em. Có nghĩ là anh sẽ mãi yêu em khi những câu chữ vẫn nằm đây chôn giấu hết cả một trái tim. Anh không cần phải cố yêu để một cô gái tìm. Hãy subscribe.